Thưa quý vị, vào sáng nay, Hội Nhà báo thành phố, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội báo Xuân Quý Mão năm 2023 với chủ đề Báo chí và văn hóa đọc. Đến dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Hội báo Xuân Quý Mão 2023 giới thiệu các ấn phẩm báo, tạp chí, tập san, bản tin xuân 2023 của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các tỉnh thành phố trong cả nước đến với đông đảo người dân Đà Nẵng. Các ấn phẩm, tác phẩm báo chí được trưng bày đã phản ánh toàn diện, sinh động các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và thành phố Đà Nẵng. Trong đó, phản ánh những góc nhìn đa dạng, đánh giá khách quan, chân thực, đa chiều về những vấn đề diễn ra trong đời sống xã hội. Hội báo Xuân là hoạt động thiết thực chào mừng Xuân Quý Mão và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần cùng thành phố hưởng ứng các hoạt động mừng Đảng đón xuân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân trước thềm năm mới 2023. Đây cũng là dịp tôn vinh thành quả lao động của ngành báo chí xuất bản và Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Đà Nẵng. Chương trình trưng bày triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức ngày 8 tháng Giêng âm lịch.